Sau tuổi 30, lượng testosterone ở nam giới bắt đầu suy giảm và có biểu hiện rõ ở tuổi 40. Điều này gây nhiều hệ lụy đến sức khỏe và chức năng sinh lý nam giới. Testosterone đó là một hormone rất đặc trưng của nam giới. Từ quá trình mà mang thai, testosterone giúp cho bào thai của mình biệt hóa thành một thai nam. Và khi mà lớn lên thì trong quá trình dậy thì, testosterone giúp cho cơ thể của nam giới phát triển về lông, tóc, móng, sẽ phát triển các lông như là râu, các lông dưới vùng cánh tay, lông ở bộ phận sinh dục, giúp cho tăng khối cơ và các đặc tính sinh dục phụ của nam giới như là giọng nói. Ngoài ra, testosterone còn giúp cho việc là tăng sự cứng chắc của xương khớp, giúp cho tủy tăng tạo hồng cầu. Ngoài ra, testosterone còn tham gia vào quá trình là ham muốn, cương và sinh sản của nam giới. Có rất là nhiều nguyên nhân. Từ 30 tuổi trở đi thì nồng độ testosterone sản sinh ra trong cơ thể của nam giới sẽ giảm khoảng 1% mỗi năm. Ngoài ra sẽ có một số cái trường hợp là bị chấn thương dẫn tới là phải cắt bỏ tinh hoàn, sẽ dẫn tới là testosterone suy giảm. Số trường hợp gây là teo tinh hoàn do nhiễm trùng, do quai bị cũng làm cho cái tinh hoàn của nam giới bị teo nhỏ đi và dẫn tới testosterone bị suy giảm. Ngoài ra còn một số cái bệnh lý như là bệnh lý bẩm sinh, Klinefelter, thì tinh hoàn của bệnh nhân cũng rất là nhỏ và testosterone cũng bị suy giảm rất là nhiều. Một số bệnh lý như ung thư thì bệnh nhân sẽ cần phải điều trị bằng hóa trị, điều trị bằng xạ trị thì cũng dẫn tới là ảnh hưởng tới lại tinh hoàn và tinh trùng của bệnh nhân. Ngoài ra còn một số các bệnh lý như là u ở tuyến yên. Tuyến yên là một cái cơ quan để điều phối tinh hoàn sản xuất ra testosterone. Nếu mà có một cái u ở tuyến yên cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái việc mà tạo ra testosterone của người nam giới, dẫn tới là suy giảm testosterone. Chúng ta có thể chia ra làm hai cái, đó là triệu chứng thực thể và triệu chứng tâm thể. Về triệu chứng tâm thể thì một người nam giới có thể sẽ cảm thấy như là chán nản, trầm cảm, dễ nóng giận, suy giảm nhận thức và giảm ham muốn. Còn về triệu chứng thực thể thì người nam giới đó có thể là giảm mọc râu, giảm mọc lông, giảm khối lượng cơ, giảm khối lượng nạc, tăng mỡ, dễ gãy xương do loãng xương, giảm tạo hồng cầu, vú to. Ngoài ra còn có là giảm sản xuất tinh trùng và bị rối loạn cương. Testosterone tham gia vào quá trình sản xuất tinh trùng. Do đó một người nam giới bị vô sinh thì có thể là do testosterone bị suy giảm. Tuy nhiên, ở một số người testosterone bị suy giảm nhưng mà chức năng tạo tinh trùng của tinh hoàn vẫn duy trì được thì người đó vẫn có thể có con như mong muốn. Chẩn đoán testosterone thì chúng ta dựa vào hai triệu chứng, đó là triệu chứng lâm sàng và triệu chứng cận lâm sàng, đó là xét nghiệm testosterone. Thì khi mà một bệnh nhân nam giới tới khám với lại các bác sĩ chúng tôi thì chúng tôi sẽ có một bảng câu hỏi để hỏi với bệnh nhân và để đánh giá coi là bệnh nhân có nguy cơ bị suy giảm testosterone hay không. Trong trường hợp là bệnh nhân có nguy cơ thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân đi xét nghiệm testosterone để tầm soát, và nếu mà cái xét nghiệm testosterone đó bị suy giảm thì chúng tôi sẽ hẹn bệnh nhân làm lại một lần nữa, kèm theo là xét nghiệm thêm một số hormone như là LH và prolactin. Trong trường hợp testosterone bị suy giảm thực sự thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị. Do đó là không phải là cứ xét nghiệm testosterone là suy giảm thì chúng ta sẽ nói là người này là bị suy giảm testosterone, người này cần phải bổ sung, thì đó không phải. Ngoài ra, để mà xét nghiệm testosterone chính xác nhất thì chúng tôi thường khuyên bệnh nhân là xét nghiệm testosterone đúng nhất là vào buổi sáng từ lúc 7 giờ đến 11 giờ sáng và bệnh nhân nhịn ăn uống để cho một kết quả chính xác nhất. Khi mà bệnh nhân được chẩn đoán xác định là có tình trạng suy giảm testosterone thì có rất là nhiều cách để đưa một cái testosterone từ bên ngoài vào trong cơ thể của bệnh nhân, như là qua miếng dán, qua gel bôi, bệnh nhân có thể sử dụng thuốc uống, có thể bổ sung bằng đường tiêm. Tuy nhiên cái đó là đường dùng, còn liều lượng như thế nào thì chúng ta cần phải theo và được tư vấn bởi một bác sĩ rất là sát sao.
để mà có cái điều trị thực sự hiệu quả cho bệnh nhân. Bởi vì cái testosterone nếu mà chúng ta bổ sung không đúng cách hoặc là bổ sung quá liều thì sẽ dẫn tới là tình trạng là ức chế cái testosterone được tạo ra bởi tinh hoàn do ức chế điều hòa ngược. Trường hợp này, một số bệnh nhân muốn tập gym, tăng cơ bắp thì bệnh nhân có sử dụng thêm một số chế phẩm testosterone. Tuy nhiên, nếu mà sử dụng không đúng cách, cái testosterone và thậm chí là tinh trùng của bệnh nhân có thể bị ức chế và bị suy giảm. Phòng ngừa suy giảm testosterone, chúng ta có một số cách, như là mình sẽ khuyên bệnh nhân nên tập luyện thể dục thể thao. Mình sẽ tập luyện khoảng 30 phút mỗi ngày. Thì cái việc tập luyện này giúp cho mình làm tăng cơ bắp và làm tăng một ít cái testosterone. Ngoài ra chúng ta sẽ cần phải giảm cân. Thì đặc biệt là một số bệnh nhân có hội chứng chuyển hóa và làm tăng vòng eo thì chúng ta đặc biệt cần phải giảm cân và giảm vòng eo để mà tăng cái lượng testosterone trong cơ thể của mình. Bởi vì khi mà bệnh nhân có một hội chứng chuyển hóa thì cái testosterone sẽ bị chuyển hóa thành cái estradiol và do đó làm giảm nồng độ testosterone. Ngoài ra trong cái chế độ ăn của chúng ta thì bác sĩ chúng mình thường khuyên bệnh nhân nên ăn nhiều rau, giảm số lượng tinh bột, giảm số lượng đường và chất béo. Ngoài ra bệnh nhân cần phải ăn thêm cá, đặc biệt là cá hồi, và có thể bổ sung thêm hàu để mà làm tăng lượng testosterone trong máu của bệnh nhân. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình kỳ sau.